hàng hóa lưu ý cho chị Thu kêu Hà bang chủ. Hà bang chủ hả? Mấy cái sau mình chẳng làm giống à? Làm không được thì cút nhé. Làm thế á? Cắt. Không liền. C-U-T. Chị đọc là cút. Tạm chán này lắm rồi. Cả làng ăn kiểu này. Lộc Quyên, Lộc Mỹ Huyền. Ở đây có phim rồi đấy mọi người. Hay các bạn xin. Không, đang live stream. Hello Hương. Yến, tối có phim rồi đấy. Hà Nội đang mưa rất là to. Bạn Duyên, chị đang đi làm. Anh Dù ơi, đang ở 130 kìa, lưu ý không kìa. Đi đứng cho vít. Đang đi làm. Nhưng mà chưa biết làm gì. Nên là live stream để nói với mọi người là hôm nay có phim rồi đấy. Nhớ sẵn post nhé. Anh cho lỗi chị làm đi kìa. Tại vì em, anh liên hệ với chị Thu với là em đã được nhắn xin lên 140. Bà nhắn ngay và lấy 130 tính lẻ kia làm gì. Nhớ nhưng mấy tập đầu này cũng như cái phim trước thôi. Không có nhiều hình đâu. Có mấy giây à. Nhớ cái phim ngày xưa là Tổ Tiểu Thư à? Mỗi tập được mấy giây trong 5 tập đầu ấy. Còn không được thoại cơ. Áo trắng quân trắng. Đi quay TikTok, mọi người nhớ support kênh Thu Chủ tịch nhá. Search Thu Chủ tịch, kênh TikTok mới của Thu đó. Rồi rồi Thu sẽ post clip ở trên đấy nhiều. Yến, sao em buồn vậy? Công ty đầu tư, công ty đầu tư cho không có view là cũng bị đóng kênh. Chưa làm mà. Dọa trước không thì không ai xem. Nên là mọi người nhớ nhá, sớt Thu Chủ tịch nhớ nhá. Đừng để đóng kênh nhục lắm. Nên mọi người cày view cho Thu. Mọi người nhớ cày view cho Thu nhá. Bạn sản xuất xui thế. Thu sẽ cảm ơn mọi người rất nhiều, Thu yêu mọi người. Thu sẽ cảm ơn mọi người rất nhiều, Thu yêu mọi người. Mọi người phải nhìn vào màn hình mới thả tim chứ. Đây, bạn sản xuất đây, ngồi bạn suối này. Được thả tim ai ui cái gì ấy? Chào mọi người nha. Diễn sau đạo diễn giả vờ đấy. Thôi Thu làm việc đã nha, xong rồi tối Thu thành Thu live stream. À mà Thu đầu tư một bộ stream ở nhà đấy, đầu tư hết cả máy tính cây ước mấy nữa live stream nói chuyện mọi người. Bởi vì lên trên chỗ công ty của anh Kiên ấy không có chỗ ngủ, đi về muộn sợ mau. Mày hỏi đi, mày nữa sẽ live stream nhiều, mọi người nhớ support Thu nhé. Anh chị bảo 130 em vừa nói. Bye bye. Em bảo ừ rồi, thì bây giờ vấn đề là em